vầng dương soi tỏa khắp tình yêu Thiên Chúa là vì sao giữa đêm mù tối. Tình yêu Thiên Chúa dìu con vượt qua sóng đời mời trôi. Xin chào các bạn, đã quay trở lại với kênh Trần Tiến Piano, và hôm nay mình tiếp tục hướng dẫn về piano thánh ca. Hôm nay mình xin phép hướng dẫn chia sẻ các bạn bài ca vang tình yêu Chúa của nhạc sĩ Đinh Minh Huỳnh, một bài rất nổi tiếng và rất hay. Bài này các bạn sẽ nhìn thấy nó có một dấu hóa, một cái hóa biểu, một số giá, đó là dấu si giá. Thì chúng ta sẽ xác định đó là một ở re, thứ hai là pha trưởng và này kết ở re, nên chúng ta sẽ xác định nó thuộc về gam re thứ. Đồng thời giai điệu nó rất là hút về re. Cách xác định như thế nào thì các bạn xem video mấy trước của mình. Tiếp nữa về re thứ bài này thì có những giai điệu, có những chỗ mà nó sang đô thăng này, có nốt đô thăng này, đô thăng, có nốt đô thăng này đấy. Cho nên là bài này thì thuộc theo mình thì nó là thuộc giọng re thứ quả thanh, re mi fa son la si do re, re do si la sol la mi re. Tất nhiên trong bao giờ nó sẽ có cả hòa thanh lẫn tự nhiên là cái không thể thiếu rồi. Ngoài tự nhiên sẽ có cái dây thứ hòa thanh nữa. Thế thì dây thứ hòa thanh thì có mấy hiệu âm nào? Dây thứ hòa thanh có hiệu âm là re, từ xếp cái quãng ba đi lên là re mi fa son la si do. Tại sao lại la trưởng? Bởi vì là re nó có re thứ hòa thanh, cho nên là cái bậc năm này, một re này xếp tự nó có đô thăng nên là tự nó thành la trưởng. Còn đương nhiên son thứ thì đương nhiên rồi, vì có nốt si dáng mà, đúng không? Có si dáng trưởng, cái này rất là cơ bản ở đây, dành cho video mấy bạn bắt đầu mới học học một ít rồi, đúng không? Tiếp nữa, chúng ta sẽ không xác định như thế rồi thì chúng ta vẫn biết rằng là hợp âm chúng ta sẽ có, tôi nói buổi trước rồi, gồm ba hợp âm chính là 1 4 5 1 4 5, và ba hợp âm phụ là ba hợp âm chính của hợp âm song song, của cái giọng song song ấy, là si đô pha, và hợp âm bậc hai là mi. Cái mi này biến hóa rất là khôn lường, biến hóa như là lát nữa tớ sẽ nói. Cái phần hợp âm mình đã cóp ở trên hợp âm chuẩn là mình sẽ sửa một chút và phân tích nó một chút nhá. Đầu tiên khi vào bài, đầu tiên chúng ta sẽ khi phát hợp âm rồi, chúng ta sẽ tìm một cái câu intro. Câu intro là một cái câu mà nó kiểu trong một bài văn, chúng ta diễn học một bài văn ấy, thì đó là phần mở bài. Và cái phần mở bài chúng ta phải làm cho nó tóm tắt một cái sơ sơ về bài đó. Đấy, cho nên là chúng ta thường thường có nhiều cách mở bài. Thì thường thường trong thánh ca thì phục vụ chúng ta chỉ cần là chọn một câu nhạc rất là đẹp nhất, chọn một câu nhạc đẹp nhất mà chúng ta cảm thấy ấn tượng nhất về bài đó. Mình ấn tượng thì người khác thì gần thì cũng phải tương đối ấn tượng, hoặc là người ta sẽ ấn tượng như mình. Và chúng ta sẽ tìm cách để hướng về một cái bậc 5 hoặc bậc 1 thì đó, để người ta để người hát người ta vào. Cái bài này tình yêu Thiên Chúa này, Thiên Chúa này nó vào đầu là âm re thứ. Khi hát vào người ta vào giai điệu của nó là bậc 1 luôn, thì chúng ta sẽ được kết, một là kết bậc 5, hai là kết bậc 1. Kết bậc 5 hoặc bậc 1. Kết của cái giọng intro ấy vào bậc 5 hoặc 1 để người ta vào hát. Ví dụ như tôi sẽ kết vào bậc bậc 5 đi. Tôi thích nhất cái câu thì đấy, bậc 5 của nó là la trưởng, đúng không các bạn? Rất là dễ vào. Tình yêu Thiên Chúa như vầng dương soi tỏa khắp nơi. Thế thì chúng ta sẽ kết bậc 5 như thế. Đánh nguyên câu đấy thôi. Hoặc là chúng ta sẽ đánh làm sao mà về cái đấy. Chúng ta nếu mà thích câu đầu ấy gì? Lưu ý là trước bậc 5, trước khi về bậc âm 5 chúng ta sẽ dùng suốt của nó. Suốt của nó là
1 4 5 1 2 3 4 5 à 1 2 3 4 5 thế thì 1 4 5 là đây đi là đây đi là sau ta về về trường suốt về trường nó có một sự hút cực kỳ mãnh liệt bởi vì là các bạn thấy rằng là rê này sẽ hút về đâu thăng người ta cố tình đánh cái sút này để mà tìm cách về cái này chứ còn nếu mà sút mà không về được cái này thì sút vô nghĩa không ai đánh sút vậy bao giờ cả sút chẳng qua là nó là những kiểu là quá lên một thứ đứng ra là tôi sẽ đạt được cái đích này thì tôi thay vì đó tôi cứ đi quá lên một chút xong tôi quay về nó tạo cái điểm nhấn cho cái đích đấy hơn kiểu kiểu như vậy. Đấy, thì sút chẳng qua là cái phần khai mạc cái phần báo trước để về âm trưởng đó chỗ nào cần nhấn mạnh chúng ta mới làm sút như thế thôi mà thường nhấn mạnh như thế thì rõ ràng như thế thì chúng ta rơi vào bậc năm bởi vì bậc năm bao giờ nó là ở âm trưởng sút nó chỉ về trưởng nó không phải sút về thứ được và nghe buồn cười ngay và chỉ phải về trưởng đúng không ạ nghe rất là hợp lý đấy vậy là kết chúng ta dùng bậc năm hoặc là bây giờ kết chúng ta về một luôn tìm cách về về đây tình yêu Thiên Chúa như vầng dương soi tỏa khắp đấy thế thôi ta được tìm về một hoặc bậc năm đều được nhé tùy chúng ta có những cách nào về bậc năm hoặc bậc một tất nhiên mỗi bài khác mà tôi nói về này luôn nhé tiếp là chỗ này có đặc có sự đặc biệt là tình yêu Thiên Chúa như vầng dương soi tỏa khắp nơi các bạn có thể đánh rê cũng được hoặc các bạn dùng được có thể dùng được cái hợp âm giả thay thế đó là âm si giả si giả là hợp âm thôi đó si giảm đúng không ạ si giảm re các bạn thay thế bằng si giảm được khi giai điệu nằm ở nốt re thì càng tốt giai điệu nằm nốt fa thì cũng có thể thay thế được một chút giai điệu nốt la thì lại cũng càng khó hơn để thay thế nhưng mà nói chung vẫn thay thế được nói chung là thế tùy các bạn cảm nhận nhé các bạn phải cảm nhận tình yêu Thiên Chúa như vầng dương soi tỏa khắp thì nghe rất là cụ thể và nó dễ nghe còn nếu mà chúng ta muốn một cái ý tưởng nó hơi bị khúc mắc một chút đấy thì nó hơi bị tạo điểm nhấn đấy người ta dùng si giảm tình yêu Thiên Chúa như vầng dương soi tỏa tình yêu đoạn đầu này các bạn có thể dẫm đầu tăng thôi vì đầu bài tôi khuyên các bạn không nên đánh lúc nào cứ đánh đều 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 đều, đều nốt đen nó thì chỉ cả mà các bạn đánh chỉ bấm âm đầu rất là nhẹ nhàng thì người ta hát người ta có sự nhẹ nhàng người ta dễ vào dễ tiêu hóa ăn cái gì hay làm gì thì không phải vào đầu mùng cái người ta sẽ ấy luôn được làm cái gì rất là mạnh mẽ sôi nổi được đấy đi xe cái vào đùng cái vào ga to vô lý đúng không? Chúa như vầng dương soi tỏa khắp nơi. Tình yêu Thiên Chúa là vì sao giữa đêm mù tối. Tình yêu Thiên Chúa đấy à, là vì sao giữa đêm mù tối này cũng không mắc gì nhá. Tình yêu Thiên Chúa là vì sao giữa đêm mù tối. Các bạn có thắc mắc thì các bạn là nên nghiên cứu cái này chỗ này đó là si giáng đô và pha tại sao có cái này nó lại nghe rất là thuận tai như thế là chưa là vì sao giữa đêm mù tối thì xin thưa các bạn đó chính là cái nguyên lý mà tôi trước nói cho các bạn này đó là hợp âm song song ba hợp âm chính của giọng song song thì đây chính là ba hợp âm chính của giọng song song giọng song của rê chính là giọng pha đúng không ạ thì pha si đô chính là ba âm chính của song song đó cho nên là khi đánh 4-5-1 của song song như này thì tự nó hay bài nào cũng thế
Bài nào các bạn cũng thế, cũng làm như này, cái vòng này si đô pha này đối với re thứ nhá, còn đối với la thứ thì nó sẽ là phà đô son. Và rất nhiều bài cũng như là nhật ký của mẹ đi. Đấy, phà son đô đúng không? Có rất nhiều bài thì cái vòng này là tôi không sẽ nào sẽ nói sau, nhưng mà đấy các bạn sẽ tưởng tượng này, nó là ba âm chính của giọng song, để nó hút nó dễ nghe lắm, nó liên quan với nhau lắm. Cái pha thăng diêm này nó là âm pha thăng diêm, nó gồm ba nốt pha thăng la đô. Thực ra nó là cái nó chính là dây bảy, nó chính là dây bảy hút sang son. Tại sao người ta không dùng cái dây thứ như này để hút sang son, mà tại sao lại phải dùng dây bảy ở dây trưởng? Dây trưởng bởi vì là như nào, vì các bạn sẽ thấy rằng là cái từ cái pha này sang son này nó sẽ là một cung thì nó hơi bị xa, nên để mà nó gần gũi hơn thì người ta tìm cách mon men là sang pha thăng này để sang son nó gần hơn. Đấy, gần gũi hơn đúng không ạ? Đương nhiên rồi, họ hàng gần hơn thì quý nhau hơn chứ, làm sao có chuyện họ xa lại quý nhau hơn được, đúng không? Một hai đời nó phải quý hơn ba đời, kiểu thế, ý như thế. Thì người ta sẽ làm như thế, người ta sẽ làm cái tình cảm nó gần hơn, thì ta pha thăng này để sang son này thì nó sẽ rất là gần. Đấy, cái việc này áp dụng trong rất nhiều bài nhá. Các bạn có thể tìm bất kỳ bài nào mà có cái trường hợp hòa thanh từ bậc 1 hoặc bậc 3. Bậc 1 là re đúng không? Bậc 3 là pha. Sang cái bậc 4 của nó. Sang 4 của nó. Ví dụ như bài gì nhỉ? Rất nhiều bài bài chân tình đi. Hoa về trên những chưa từng có. Đấy, sang sang re người ta sẽ dùng cái. Nếu dùng song song thứ ví dụ như là bài bài nhạc đạo đi, mình đang hướng đến nhạc đạo mà, bài khúc cảm tạ đi. Đấy, tới sang đây trưởng này. Thì bậc 1 sang bậc 4 thì nó sẽ chúng ta sẽ phải sang vào âm trưởng của nó thì nó hút rất là ok, rất nhiều bài nhá. Nhưng mà cứ nói một tí một bài này thì sẽ rất là lâu trong bài này. Tiếp là vì sao, là vì sao giữa đêm tình yêu Thiên Chúa dìu con vượt qua sóng lửa nơi Chúa. Thì chỗ này các bạn có thể dùng pha thăng diêm như này, hoặc là các bạn dùng si đáng trưởng nhé. Tình yêu Thiên Chúa dìu con vượt qua sóng đời nơi Chúa, thuyền con giữa dòng đại dương khát bất bình này ơi. Son thứ sáu là như nào? Son thứ sáu chính là son si re, son thứ xong thêm nốt sáu của nó đó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son thứ 6 là son thứ thêm nốt 6 nữa. Đấy. Thực ra nó là chính là một dạng của mi giảm. Mi 7 giảm. Đúng không? Bình thường là mi 7 này. Đây là mi giảm này. Bậc 7 này. Thì người ta đảo nốt mi lên đây thì nó thành son thứ 6 thôi. Thì cái chỗ này các bạn tùy mỗi người cảm nhận. Nếu các bạn thích đánh dùng si giảm cũng được. Được phép dùng si giáng nhé, mình dùng si giáng cũng được nhé, mà không si giáng được phòng hát thanh lại càng hút. Đấy, tùy mỗi người cảm nhận nhé, tùy mỗi người, đây là tùy mỗi người.
cho cái lời này ra đâu rồi? Bắt đầu. Ok mình đã có đấy em. Tình yêu Thiên Chúa yêu con, Chúa yêu con vượt qua sóng đời nổi trôi, thuyền con giữa dòng đạo dương bấp bênh ngài ơi. Cái son thứ sáu này các bạn có thể dùng mi trưởng để được nhé, mi trưởng. Đây chính là cái lý do mình nói cái bậc hai của rê thứ đó là mi đúng không, nó biến hóa khôn lường như vậy. Các bạn có thể đánh thành cái này, thực chất nó là đúng không, nó là nó cũng chính là mi giảm đúng không, mi bảy giảm, mi bảy giảm đúng không, mi bảy giảm năm đi, à mi mi bảy giảm, mi thứ bảy giảm năm cũng được, dùng mi thứ bảy tháng năm, nó chính là mi thứ bảy tháng năm, mi thứ bảy tháng năm, bảy tháng năm trừ năm đó. Mình không biết thế nhỉ, tháng năm đâu nhỉ, thôi tự các bạn tự hiểu nhá, mi bảy tháng năm hoặc là mi trưởng đều được nhá, hoặc là son thứ sáu được, mà son thứ cũng được, không sao. Và đây là các bạn muốn hút mạnh thì các bạn hãy dùng cái mi trưởng này, cái mi trưởng này nó hút sang cái bậc lá thứ này nó cực kỳ mạnh, bậc hai và năm, muốn nó hút mạnh thì các bạn phải dùng cái này. Còn có những trường hợp người ta dùng cả mi giáng trưởng cơ, cả mi giáng, nếu cái giai điệu của nó, nếu mà giai điệu nó thuộc, nó có nốt son hoặc nốt si giáng, thuộc nốt son si giáng thì các bạn dùng mi giáng trưởng nhé. Sông đại dương hận đại đại dương vâng vây ngài ơi, chí dùng mi giáng trưởng luôn. Mình lại có đấy nhá. Siêu con vượt qua sóng đời nổi trôi, thuyền con giữa dòng đại dương bấp bênh ngài ơi. Trước khi về la bảy này bao giờ tớ nói là đầu như đầu lúc cô giáo ấy đúng không? Người ta sẽ về sút trước, ta s u s bốn sút trước để cho nó tạo điểm nhấn, để nó có sức hút mãnh liệt với cái này. Đấy, tôn vinh đấy. PR cái ông la bảy này, tôi đang quảng cáo trong la bảy rất mãnh liệt. Thì la sút này chính là cái ông để quảng cáo báo chào thăng thiên đạo công chúa mình là báo tin đấy đúng không, báo tin truyền tin trước thì đấy, qua cái phần Facebook của cái bài ca vang tiếng chúa này các bạn đã nắm được rất là nhiều thứ rồi đúng không ạ, rất nhiều thứ ở trong đấy, đó là một sự hài hòa của âm và một sự các âm thay thế. Đây các bạn thấy nhá, si giảm này thay cho đây này nhá, cái này có thể các bạn thay bằng si giáng trưởng được, cái này có thể thành này có thể thay bằng mi giáng trưởng cũng được, nếu trong trường hợp mà cái giai điệu của nó, cái giai điệu của nó chứa nốt son hoặc nốt si giáng các bạn thay được nhé. Cái này các bạn thể làm ba cách như này đều được, và cái mi thứ bảy tháng năm cũng được. Tôi ghi đi mi gì đi, bốn không bốn là bạn ơi con bốn đang con đấy đi, bố đang hướng dẫn mà con, bố đang làm à, bố đang làm việc con ra kia sửa bạn. Thì mi zin con đấy, đấy sau khi về cho này lại ra, sau khi muốn hút lên la này các bạn phải nhớ phải la dùng la sút trước khi về la nhé. 1 4 5 1 1 2 3 4 mà 1 4 5 mình đánh lại câu phiên khúc nhé, câu son cũng thế thôi. Tình yêu Thiên Chúa như vầng dương soi tỏ khắp nơi, tình yêu Thiên Chúa là vì sao giữa đêm mùa tối, tình yêu Thiên Chúa yêu con vượt qua sóng đời nổi trôi, thuyền con giữa dòng đại dương bấm bênh ngài ơi.
A2. Tình yêu thiên câu A1 các bạn đã đánh thượng âm gần như này rồi thì A2 các bạn tỉa đi. Tỉa tình yêu thiên chúa. Thế thì sang đây A2 không có gì các bạn nhé. Sang điệp khúc các bạn thấy rằng là con ca ngợi tình đời ngàn thơ thế tí. Đây là cái cách thủ pháp của ta sang bậc 7 để người ta sang cái pha pha xưởng này, giống như bài Phu Liêm tôi có tích ấy. Si do re mi son fa mi re sẽ hút, nó sẽ hút để sang nốt pha này thì người ta sẽ dùng con ca ngợi này. Đô trưởng con ca ngợi đình này ở đây các bạn vẫn có thể dùng cái mô típ cũ, đó là 4-5-1 của dòng song song si đô pha giống như thế này để nó hút lên pha. Đấy, cái pha bây giờ các bạn làm thế nó cũng hay, nó tử thêm thêm hẳn luôn một cái âm si đánh dưỡng nữa. Con ca ngợi đình này quá thôi mà bao giờ nó cũng thể làm được. Xuôi thiên giật giảm. Đấy, chỗ này rất là hay này. Mến thương tôi thứ này. Biển khơi này họ lại không dùng pha thăng như lúc này nữa, nhưng thực ra cái này cũng lại cũng dùng pha thăng được, có dùng được cả pha thăng gì mà lấy được cả, nó giống hết cái ở trên thôi, nó chẳng khác gì cái này với cái này chẳng khác gì nhau ạ. Đều có thể dùng hai cái như nhau được, đi đánh xưởng được, đi đánh xưởng master 7 đúng không, mà không dùng không biết dùng 7 đúng chi đánh xưởng được. Đấy nhé, các bạn có thể là tình ngàn năm như núi cao sông dài biên khơi khác với tình cha, hoặc là tình ai ngàn năm như núi cao sông dài biên khơi khác với tình cha. Thì hai cái này đều được, cái này hình tương tự như phần phân khúc thôi, thì cái này vẫn có thể dùng đi đánh trưởng được. Mi đánh trưởng xong các bạn nếu phải giải quyết nó nhé. Mi đánh trưởng thì các bạn nếu phải giải quyết qua mi trưởng để các bạn sang la đó. Cái này nếu giải quyết được sang điệp quyết sang mi trưởng nhé. Cào vời tình cha cha con cha ngũ tí đất con thế được. Ok, thế đó, cái này bắt buộc phải bậc 5 qua bậc 1 là đương nhiên rồi. Đó, không có gì thì thay thế cái này cả. Để các bạn được thay thế được nhá. À, cái này. Hiểu nhau. Để mà cái giai điệu nó vẫn tiếp tục, để mà ta nếu mà hát thêm một lần thứ hai nữa thì các bạn tôi khuyên các bạn không nên về re luôn. Mà các bạn sẽ qua một cái hợp âm mà có chứa nốt re. Ví dụ như là si đáng trưởng hoặc là son thứ với giai điệu đang nốt re mà, thì xong rồi có các bạn lại về bậc năm này nó dễ nghe hơn. Tôi thử nhé, thì tình cha con khắp cả muôn đời trăm người. Đấy thì các bạn
đấy là cách truyền thống. Ngờ ra tình cha con hát ca muôn đời trăm xong lên bậc năm thì nó lại hay như bình thường, hoặc là si anh trưởng tình cha con hát ca muôn đời trăm cái này các bạn nếu bạn học mà các bạn có thể dùng son thứ được nhé, son thứ được tình yêu Thiên Chúa là vì sao xuất hiện mùa tôi tình Thiên Chúa. Hy vọng cái video này giúp các bạn hiểu được thêm một ít về hòa thanh nữa, có nghĩa rất nhiều cộng với những cách đệm nguyện tiến hành hợp âm, cách tìm hợp âm, cách nghe thế âm, ca âm thay thế và rất là nhiều kiến thức linh tinh ở trong đó, nhưng mà cũng các bạn sẽ học được nhiều thứ đấy. Tôi ngày xưa chỉ thích được học những thứ đấy thôi, dần dần thì mình sẽ áp dụng được hết mà. Chào các bạn, video nó sẽ không hoàn chỉnh như mọi người là mình YouTube bình thường, nhưng hy vọng các bạn sẽ vẫn thích những cái video như này. Cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo. Vui lòng comment những cái câu hỏi yêu cầu và cái chủ đề nào thì mình sẽ hướng giải đáp cho các bạn.